đầu tư đặc biệt những cái quyền hiệu cho bản thân mình, cho gia đình, cho cộng đoàn, cho giáo sứ, rộng hơn cho giáo hội, để xin Chúa con mẹ ba nhà Chúa bằng buồn buồn lặng lặng cho tất cả mọi người chúng ta, như cho những cái nguyện cầu mà chúng ta nhận được về đây chúng thì khởi hành chúng ta hiện dân hành hành cha và con và phật nhau, không ai đi lẻ lẻ trong cuối cùng thì nhau
nhau nhé. Và nhất là khi mà bạn tổ chức á, khi mà xuống cái nơi nào đó thì thông báo cái giờ sinh hoạt khoảng bao lâu đâu và hạn chót trước khi rời địa điểm làm mấy giờ để mọi người cùng biết và nhìn nhau và cùng lắm lắm là trên nhau 5-10 phút là xe khởi hành, thì cái người khởi hành sẽ biết cái điểm đến, và nếu chúng ta chậm lại thì chúng ta cũng biết rằng mà đi taxi đến chỗ điểm đó nhé, không để một người chờ lâu quá nhé, không phải để chờ mọi người, thì nhiều người phải chờ 1-2 người, cho nên chúng ta tuân thủ kỷ luật chung như vậy. Và những người đi chỗ nào xe làm sao thì chúng ta biết là người kế bên mình là ai, nhận dò nhau hay là còn nói là ở thứ 1-2 người thì có thể điện thoại hay cách nào đó sớm nhất nhé, để có thể đi chung và đồng đội của bạn. Chúa của bạn chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc.
tham dự thắng lễ hôm nay cũng gặp hướng lễ mẹ, xin mẹ luôn luôn phù trợ cũng như chuyển cầu Chúa ban mưu ơn cho mỗi người chúng ta, cho gia đình, cho hội đoàn, cho hội đoàn giáo xứ và cho mọi người. Chúng ta cũng cùng hiệp dân tất cả tâm tư ước nguyện tốt lành của chúng ta cầu cho giáo phận cũng như cho giáo hội và thế giới. Để tâm tình cầu xin và những ý nguyện chúng ta cùng hiệp dân lên được yêu thương chấp nhận, chúng ta cùng thành tâm thỉnh cầu. Bài chức sắc tiên tri Mika. Đây lời Chúa phán hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong năm ngàn phần đất Juda, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một đấng thống trị Israel, và nguồn gốc người có từ nguyên thủy, từ muôn đời. Vì thế người sẽ bỏ dân người cho đến một khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con, số còn lại trong anh em người sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chân thất trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của người, và họ sẽ trở về. Vì bấy giờ người sẽ lên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy người sẽ là chính sự bình an. Đó là lời Chúa. Mẹ người là Maria, chúng con của Giuse,
trước khi về chung sống với nhau đã thường khai bởi phép tu thuận du xe trở vào là người công tin không tôn tố nhắc bạn nên mới định tâm để bỏ bạn các kinh tâm. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì tinh thần hiện lên của ông trong giấc mơ và bảo ở du xe con vua David từng ngày được Maria về nhà làm bạn mình vì Maria mang thai là bởi phép tu thuận và sẽ sinh hạ của con trai và ông đặt tên là Giêsu vì những người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm cho lời Chúa được biển tiên tri năm xưa rằng ngày đây một thiên tướng sẽ thụ thai sinh hạ của con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Con và lời Chúa được thừa về bọn trẻ trong năm phục vụ giáo hội diễn ra một niềm cứu độ của Chúa Kitô và các phục vụ và phục vụ để lên trọng để biết thế nhớ về một niềm của Chúa về Đức Mẹ cũng như về các bạn thường các bạn được hơn vào ngày các ngày gọi là sinh nhật Chúa Trời hay gọi là ngày chết ngày thờ bỏ thế gian này đặc biệt là các tín đồ nam tức là mừng ngày các ngày được sinh ra. Trước hết là sinh nhật Chúa Giêsu lần thứ thế, thứ hai là sinh nhật của Mẹ, thứ ba là sinh nhật của Gioan Đại Nhạc vì Gioan Đại Nhạc cũng được thăng hoa ngay từ trong lòng Mẹ. Lễ sinh nhật của Mẹ là bộ mặt của Đức Bà Mẹ Maria trong sinh nhật của chúng ta sẽ được mừng vào ngày 8 tháng 12, tức là chúng ta sắp tới đây hôm nay ngày 6 chúng ta làm thứ năm tư để phải tại sao chúng ta lại cùng lễ sinh nhật Đức Mẹ và tại sao lễ sinh nhật Đức Mẹ lại cùng vào ngày 8 tháng 9 này nhỉ? Tại sao cùng ngày 8 tháng 9 sinh nhật Đức Mẹ? Được viết trong sách sáng thế ký 35 gọi là
lên thể phép. Khi chúng ta có năm là ta sẽ cố thủ của nghi vật người nữ. Chứ thật cho cái nghi vật của người nữ. Và cho cái người nữ sẽ đặt ra đầu tiên. Và trong lịch sử quốc độ, sắc các thiên chi lặp lại nhiều lần về việc người nữ sẽ sinh con. Chẳng hạn như bài học thứ nhất, chúng ta nghe trong bài học thứ báo ngày đây của thiên nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Cho đến thời điểm của từ đầu hai nghìn lại, thiên chúa đã cho con của ngài hạ sinh ở một người nữ. Đức Maria là người tự nhiên thông minh, đã sinh ra Chúa Vũ Đồng. Và đồng tiếp tục, chúng ta sẽ nghe về Đức Maria. Sắc thờ tượng Đức Maria đã được sinh ra và chuẩn bị để hạ sinh Chúa Thế. Như một đồng người mẹ, để có thể đón nhận sứ mạng này, thì phải được những cái gian nan thì tiếp tục một bài. Đức Maria đã thành phố của tổ chức để thành phố xe. Ấy vậy mà chưa có về cuộc sống với nhau, Maria bộ tiêu hướng thai. Bởi quyền sách đức thần thì làm sao mà đạt được. Chúng ta sẽ biết rằng sau một thời gian được hiểu rằng Đức Maria đi thăm phải chỉ họ sau đến một quyền viên. Đức Maria đi thăm phải chỉ họ Elizabeth con của tổ để được con chúa và như vậy
không chỉ con Chúa là cha, con Chúa Giêsu là trưởng tử của tổ đàn em công đức của chúng ta, mà chúng ta còn có được Maria là mẹ, người mẹ nào cũng yêu thương chăm sóc con cái, đức mẹ vẫn đồng hành với con cái chúng ta, vẫn qua nơi này nơi đâu hiện ra để đạt được. Trong ngày lễ sinh nhật Đức Maria, chúng con cũng
Lạy Chúa thật là ơn thắm lòng mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thắm thần Chúa thăng hoa những mùa lễ này để cho nên cho chúng con mình và máu đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tự nguyện bỏ mình chịu khổ thì người cầm lấy vâng ta ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nó tất cả các con hãy nhận lấy mà vì ngày thời sẽ đi nổi vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tôi người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là chén máu thầy máu cho mọi người và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là một điểm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang thiện Chúa từ trên và vinh dân Chúa sống lại cho con tin Chúa lên. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con đứng chịu chết và sống lại, chúng con đứng lên Chúa, con chủ sinh và chết cũng đồ để báo ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người là người các bậc tổ tiên trong bà cha mẹ và các bằng hữu của chúng con và ly trần trong tình thương của Chúa xin cho hết thảy được vào bờ bằng sáng tôn nhang Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương cho tất cả chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Trời Maria mẹ Thiên Chúa thân Chúa sẽ bàn trong năm Đức Chúa Trời các thánh tôn của bậc toàn thể các con đã sẽ đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứ thế và theo thế những người dạy chúng ta giáo nguyện rằng xin cha cho chúng con.
chúng ta làm cho cái trẻ và các sinh viên cho cái sự của quý vị. Vâng, thưa thầy, xin chào mọi người, xin chào tất cả chúng ta, một sự và với sự thân sự. Ngày hôm nay là quý yêu thương và của đoàn chúng ta và cũng đã thu xếp để được tổ chức cho trong thời gian thì chúng ta không còn từ một trong các tổ chức của quốc gia để trong phòng các chia sẻ của lưu trẻ nhưng cha cũng đã hy sinh để tổ chức luôn là dân đó và chúng ta cũng đã gây chúng ta cũng xin cảm ơn chú và cảm ơn trẻ và chúng ta cũng xin chân thành cảm ơn một quý vị sĩ nữ cũng đã đáp lại ý nguyện của đoàn lâu vô giáo sĩ thị xã xã hội đã thu xếp và chuẩn bị cho thân lễ chặt chặt chúng ta là vô chúng ta xin được xin mời và chúng tôi cũng xin tri ân đến quý sĩ và cộng đồng hiện diện được quý chỉ hội viên vô vô hội viên ngày hôm nay đã bắt đầu đời ban tổ chức để cùng mọi người mừng vương thăm viếng mẹ ở trung tâm nhờ sự có mặt của quý vị cũng đã làm nên buổi mừng vương được thân thân sâu sắc quan trọng hơn hơn sau cùng thì chúng ta cũng nguyện chỉ tìm chứng và đồng sản cầu của bên MPA đã di dân xin kiểm xuất cho trình trẻ em cũng như tất cả quý tiêu sĩ năng lực và tổng đoàn viên đồ chứ chúng ta và cho mọi người ơn đồng hồ và quản sát đồng lễ trên tất cả nhà đường và tổng vụ chúng mọi người đồng lễ xin chân đồng lễ ơn. Thank you.
Thank you.